Còn trên thị trường hàng hóa đang được liên thông với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV. Đóng cửa ngày hôm qua 20 tháng 9 đã giảm mạnh trên thị trường năng lượng và nguyên liệu công nghiệp đã kéo chỉ số hàng hóa mới Index suy yếu 0,35% xuống 2.305 điểm, nối dài chuỗi giảm sang ngày thứ tư liên tiếp. Toàn bộ các mặt hàng năng lượng đồng loạt chốt ngày trong sắc đỏ, đóng góp chủ yếu và xu hướng chung của thị trường. Trong đó đáng chú ý giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 10 trên sàn Nimex giảm hơn 4% xuống còn 2,73 đô la Mỹ cho 1 triệu đơn vị nhiệt Anh, trong bối cảnh nhu cầu của dấu hiệu suy yếu. Cụ thể tại Mỹ, lượng khí đốt đến các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG đã giảm mạnh. Nguyên nhân là do nhà máy xuất khẩu uh, Golf Boy ở Mayland tạm thời đóng cửa bảo trì. Uh, thời tiết được dự báo cũng sẽ ôn hòa hơn trong hai tuần tới, làm giảm nhu cầu tiêu thụ và gây sức ép tới giá. Bên cạnh đó, giá dầu cũng thu hút sự quan tâm của thị trường khi mà tiếp tục nối dài đà giảm sang ngày thứ hai đóng cửa giá dầu WTI giảm 0,91%, đánh mất mốc 90 đô la Mỹ một thùng về mức giá là 89,66 đô la Mỹ cho một thùng. Dầu Brent giảm 0,86% xuống mức là 93,53 đô la Mỹ cho một thùng. Mới về cho biết cuộc họp chính sách của cục dự trữ liên bang Mỹ Fed cho thấy tín hiệu về một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay đã làm gia tăng rủi ro cho nền kinh tế Mỹ, từ đó gây sức ép mạnh tới giá dầu. Bên cạnh đó, yếu tố cung cầu cũng đã tạo áp lực lên giá sau một giai đoạn liên tục tăng cao. Báo cáo hàng tuần của cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ AIA cho biết, tồn kho dầu thô thương mại Mỹ trong tuần vừa qua giảm 2,1 triệu thùng, thấp hơn dự báo từ thị trường và báo cáo giảm 5,2 triệu thùng từ Viện Dầu khí Mỹ API. Nhập khẩu dầu Mỹ cũng đã giảm khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày trong tuần trước khi mà nguồn cung trong nước duy trì ở mức cao khoảng 12,9 triệu thùng một ngày. Tuy nhiên, nhu cầu thế giới đối với dầu thô Mỹ tiếp tục tăng gần 2 triệu thùng một ngày cho tới tình trạng nguồn cung khan hiếm đã thúc đẩy hoạt động mua dầu từ Mỹ.